Chào mừng tất cả mọi người đã cùng quay trở lại với cửa hàng xe máy Phương Nam nhé. Đó thì ngày hôm nay mình sẽ lên cho mọi người một số cái dòng xe mà bên cửa hàng mình vừa mới nhập đội về. Đó thì trước khi vào video clip này mình cũng gọi là xin được phép chúc tất cả mọi người có một ngày thật là nhiều sức khỏe và thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Mọi người mình nào mà đang có cái nhu cầu hay đang có cái mong muốn về cái mặt hàng xe kiểu dáng trông như nào thì đừng quên để lại cho bên mình một cái bình luận nhé. Xe bên mình thì quá trời rồi, xe nào cũng có, xe nào cũng mua. Anh chị em mình nào mà đang có cái quan tâm hay đang có cái thiện chí về cái mẫu mặt xe nào thì đừng quên để lại cho bên mình một cái bình luận nhé. Đó, ngày hôm nay mình về cũng tương đối khá là nhiều xe. Đấy thì hôm nay mình gọi là vừa mới nhập đội được hai em xe mới về anh ạ. FZ150 và Lifan bản Nách. Đó. Lifan Nacken thì mình đang giảm còn có là 18 củ thôi, hỗ trợ anh em trả trước 3 củ nhận xe này. Rồi còn FZ150 thì mình đang giảm 17 củ, hỗ trợ anh em mình trả trước 2 củ nhận xe nhé. Bên mình thì trả trước tầm 2 đến 3 củ chúng ta để nhận được xe đẹp ưng ý rồi này. Rồi Yamaha GP1 anh em không nghe nhầm đâu. Trong cái video clip ngày hôm nay anh em chỉ cần đưa đúng cho mình 2 củ thôi là có thể nhận được xe rồi. Còn lại bao nhiêu mình góp qua ngân hàng anh em nhé. Giá chính xác là 27 củ thì đưa trước 2, còn lại 25 củ mình góp nhé. Ngân hàng hỗ trợ được rất nhiều cho nên anh em mình cùng gọi là thao và lựa chọn xe nhé. Đó. 27 củ đã có xe rồi. Rồi FZ150 phiên bản màu sơn GP. Đấy, tình hình là con này mình đang xả cho cô chú anh chị em mình chỉ với 22 củ thôi là có xe rồi. Đó, màu sơn GP mình nhìn này. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Anh em nào mà đang có cái nhu cầu hay đang có cái thiện chí về cái dòng này liên hệ mình ngay nhé. Con này thì mới đăng ký lại vào 2023. Đó, liền lạc cứng cáp nha. Rồi Suzuki GN phiên bản 250. Con này thì có dọn lên kiểu dáng của BM rồi. Đấy, BMW đắp biển số 19 Phú Thọ nhá. Con này thì nói chung là vọng dọn là cái kiểu form dáng này cho nên là mọi người yên tâm. Đấy, xả mọi người chỉ với 17 củ tôi có xe rồi. Hỗ trợ trả trước tầm 2 củ nhận xe nhá là có xe. Đấy, 2 củ đã nhận được xe rồi này. Rồi Rebel phiên bản 250 phiên bản Honda nhập Mỹ nhá. Con này thì mình vừa mới về thôi. Mọi người nào mà đang có cái quan tâm về cái dòng 250 nhập Mỹ này thì cứ alo gấp cho cửa hàng xe máy Phương Nam này. Đấy, 60 củ nhá. Trả trước đưa trước có tầm một nửa nhận xe. Rồi Honda Phantom phiên bản 4 thì 150 xe đẹp liền lạc, giá cả cực kỳ hợp lý nhé. Chỉ 21 củ thôi ạ. Hỗ trợ trả trước tầm 1 củ nhận xe nhé. Còn lại 20 củ mình góp qua ngân hàng. Đó, tại vì xe mình đang giảm khá là sâu. Anh chị em mình nào mà đang có cái nhu cầu hay đang có cái quan tâm thiện chí về cái mẫu mặt hàng xe này thì cứ gọi là liên hệ cho mình ngay nha. Đấy, tại vì sao? Tại vì nhanh tay thì còn, chậm tay thì không còn đâu mọi người. Rồi Honda CBF phiên bản 125 này mọi người. Đấy, liền lạc sạch sẽ, áo sống cứng cáp nhá. Sơn si chân xe đang khá là đẹp theo năm tháng thời gian. Mọi người mình nào mà đang có cái nhu cầu với cái dòng Honda CBF này thì cứ alo trực tiếp cho cửa hàng mình. 25 củ thích không ạ? 25 củ như mình có tiền mình cũng mua này, 25 củ thôi. Xe đẹp giá rẻ mà. Đấy, thích thì chốt nhá. Hỗ trợ chỉ trước tầm 5 củ nhận xe này. Rồi Honda Wayang phiên bản 125 ấy, mẫu Classic nhé. Con này mình giảm cho mọi người chỉ với 25 củ đầu có xe rồi. Đó, cửa hàng mình đầy đủ các mặt hàng xe. Anh em nào đang có cái quan tâm hay đang có cái thiện chí về cái mặt hàng xe kiểu dáng trông như nào thì cứ alo bình luận phía dưới hoặc là nhắn tin qua số liên hệ mình có ghim dưới phần mô tả ở cái tựa đề đấy ạ. Đấy, bên mình nhiều xe lắm, mọi người thao cho mọi người lựa chọn nhé. Đấy, hôm nay mình lên cái clip hơi muộn tí, mong mọi người thông cảm giúp mình nhá.